Chào mừng các bạn đã đến với duytom.com, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một trong ba chiếc máy full frame đắt nhất mọi thời đại tính đến 2020 là 189 triệu. Đó là chiếc 1DX Mark 3. Đây cũng là chiếc máy đắt kinh khủng, là tính theo cân đồng nát đấy thì phải hơn 100 triệu 1 kg. Các phụ kiện của nó cũng làm bạn vãi linh hồn luôn. Ví dụ cục pin này cũng có tầm giá từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu một cục. Cái thẻ nhớ cách mở cũng quá hành tráng, gạt phát bật ra. Cái thẻ này nó cũng 12 triệu. Các bạn nghe rõ nhá, 12 triệu cho cái thẻ này. Và ở đây lại còn hai khe cắm thẻ mới kinh. Cái đầu đọc thẻ cũng đắt quá, mình còn chưa kịp mua. Cái sạc của nó cũng to quá thể đáng. Và các bạn đừng có tiện tay là mất, mất cái lại đi con xe quay ngay. Nói chung sờ vào cái máy này thì bạn sẽ có cảm giác tiền như vỏ hến giấy vụn luôn vậy. Ok, chém thế đủ rồi, chúng ta vào việc chính. Về hình dáng bên ngoài thì hiển nhiên đây là chiếc máy to nhất trong mọi máy full frame. Ví dụ mình để cái crop khác bên cạnh, các bạn thấy như thế nào chưa? Chiếc máy này rất nặng, nó nặng khoảng 1,5 kg, và khi bạn cầm một tay thì nó cũng hơi bị quá sức. Dùng 1DX Mark 3 một thời gian thì tay bạn tự khắc to như tay phù thủy Popeye luôn mà không cần phải tập tạ. Ở mặt trước ta có phần tay cầm nắm bọc da khổng lồ, cạnh len là rất nhiều nút bấm, mình cũng không hiểu các nút đó để làm gì hay chỉ để trang trí. Ở bên trái của máy phía trên là ký hiệu 1DX danh giá, phía dưới là dòng chữ Mark 3. Chỉ mấy ký tự bé tí nhưng đấy là dòng chữ trị giá 189 triệu thôi các bạn. Phía trên là cục gù vĩ đại. Ở bên cạnh là màn hình phụ. Đối diện là các nút điều khiển, đằng sau là màn hình chính cực to, phía dưới lại thêm một màn hình nhỏ nhỏ hỗ trợ nữa. Khi tác nghiệp phần lớn mọi người sẽ nhìn vào màn hình phụ này cho nhanh. Màn hình chính là cảm ứng nhưng không phải xoay lật, đây cũng có lẽ là chủ ý của Canon. Vì đối với những phóng viên thể thao, chiến trường, những người sẽ quăng quật chiếc máy này hết cỡ, màn hình xoay lật sẽ dễ bị gãy hỏng, màn hình fix cứng trong máy như thế này sẽ bền hơn rất nhiều. Khi quay dọc máy ra, ta sẽ thấy đây chính là cái báng tay cầm thứ hai dùng để khi quay dọc máy. Khi cầm dọc như thế này, các bạn có đầy đủ bộ điều khiển thứ hai gồm bánh xe lẫn nút chụp, tiện lợi tối đa và cực kỳ chuyên nghiệp. Còn khe này có lẽ là dùng để lồng dây cầm dọc, nó sẽ bao quanh tay bạn giúp cầm máy chắc chắn hơn. Với kích thước khổng lồ cộng với các len L cũng rất to cao, bạn sẽ cần hai túi máy ảnh hoặc một ba lô cực lớn mới có thể chứa vừa hết đống thiết bị này. Trước hết thì mình rất muốn thử độ bền của chiếc máy. Săn có cơn dông siêu to siêu khổng lồ trên đầu, mình đội mưa lên luôn. Trong điều kiện mưa tương đối dày hạt, mình chụp thẳng luôn mà không cần che chắn gì. 15 phút máy ướt như nhúng nước và mình cũng có những tấm ảnh đầu tiên. Sau đây thì mình còn muốn thả rơi luôn xem nó bền như thế nào, nhưng chắc chắn các fan sẽ mắng mình không thương tiếc. Thôi trả dại của một đống tiền. 1DX Mark 3 có weather seal bọc rất kín, ngất như thế này các bạn chỉ cần lau khô đi là lại chụp phà phà. Để bật máy ta gắn nút này. Về các chế độ dùng, ta cần hiểu đây là chiếc máy cực kỳ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nhất thế giới, dùng cho các nhà báo, phóng viên, agency, quảng cáo hàng đầu. Thế nên nó sẽ không có bất kỳ chế độ hỗ trợ amateur nào. Chúng ta ấn vào nút mode. Các bạn để ý chữ M nhỏ nhỏ ở đây là để biểu thị chế độ chụp điều khiển tay hoàn toàn. Các chế độ gồm P, AV, M, TV, B, C1 và hết. Các ký hiệu cũng hiển thị đồng thời trên màn hình phụ. Chúng ta chỉnh tốc độ ở đây, chỉnh khẩu độ ở bánh răng to dưới này. Còn ISO thì nhấn nút ISO và xoay bánh răng dưới luôn. Mình đang ở Đà Lạt trên đồi chè Cầu Đất. Cái cực kỳ hay là 1DX Mark 3 có sẵn GPS, nó ghi lại tọa độ mình đang ở đâu, dễ dàng checking lại trên Google Maps. Thông tin chi tiết đến cả độ cao của địa hình, ví dụ mình đang ở độ cao 5.200 feet, tương đương với 1,5 km so với mực nước biển. Thời gian là ngày 1 tháng 5, 1 giờ 40 phút sáng. Trời lúc này tối hoàn toàn, nhưng mà trong, mình có thể nhìn Milky Way bằng mắt thường. Điều mình cực kỳ hài lòng là 1DX Mark 3 lên chi tiết ở đẳng cấp hãng khác hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới. Trời tối đen như vậy nhưng ảnh lên màu trong vắt, chi tiết tách bạch đâu ra đó. Cần nhớ Milky Way là nội dung chụp thuộc loại thử thách nhất mà ngay cả 6D hay 5D Mark 3 ảnh cũng rất là bết. Muốn ảnh mịn thường phải chụp nhiều tấm rồi stacking lại bằng phần mềm chuyên dụng. Còn 1DX Mark 3 thì chụp thẳng một tấm là xong luôn. Đáng đồng tiền bát gạo. 3 giờ sáng mình tiếp tục chụp mê luồn trong thành phố.
dynamic range của máy tốt đến mức khi về hậu kỳ mình có thể cứu sáng cái vùng đen xì này lên rõ mồn một cả một khu nghĩa địa, điều mà ngay mắt thường lúc đó mình cũng không nhìn ra. Tuy nhiên khi kiểm tra đến đoạn này thì mình lặng lẽ ngừng cứu sáng, reset lại và xóa ảnh ra khỏi vỏ ổ cứng. Có những lúc cũng không cần phải cứu sáng mà cứ để nó tối thì tốt hơn các bạn ạ. Vui vẻ một chút như vậy. Đến 5:30 sáng khi mặt trời lên, mình bắt đầu có những tấm hình về tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên mây luồn. Và một lần nữa mình rất hài lòng khi một DX Mark 3 cho mình chi tiết rõ đến từng song cửa sổ, từng khóm lá cây trong điều kiện ánh sáng bình minh còn le lói. Biển mây hiện lên trước mắt mình rất đẹp. Điều khá tiếc là một DX Mark 3 không có time-lapse sẵn trong máy và mình đành phải chụp time-lapse bằng tay vậy. Tiếp đó mình ghé qua hồ Tuyền Lâm để chụp thêm vài tấm hình sương trên mặt hồ. Tạm biệt Đà Lạt thơ mộng, mình quay lại thành phố Hồ Chí Minh một ngày và kịp chụp được ray dáng hoàn hôn rực rỡ trên Landmark 81. Sau chuyến đi test nhiều sự kiện, mình về lại Hà Nội để test ISO. Về ISO, đây là chiếc máy có khoảng ISO khủng nhất, kinh nhất chưa từng thấy. ISO nhỏ nhất là 50 và lớn nhất là 819.200. Xem video này các bạn có đoán được đây là mức ISO bao nhiêu không? Vâng, 6.400 đấy ạ. Đây là mức ISO mà hầu hết các máy crop bắt đầu nhiễu khét lẹt, nhưng một DX Mark 3 thì nó trong vắt như ISO 100 vậy. Ta sẽ thua thẳng một phát lên 51.200 luôn cho đỡ mất thời gian. Và các bạn thấy thế nào? Nó vẫn rất mịn, rất trong phải không? Mức ISO này thì ngay dòng 5D, 6D, dòng R cũng bết bệt bệt, nhiễu xanh, nhiễu đỏ, nhưng một DX Mark 3 thì nó ở đẳng cấp khác hoàn toàn. Ở mức ISO 102.400, mức ISO mà hầu hết các máy full frame đều không với tới, một DX Mark 3 vẫn chỉ hơi nhiễu một chút, phải nói là rất ấn tượng. Ở ISO 204.800, nhiễu bắt đầu xuất hiện nhiều, và đây là mức tối đa khi quay video. Khi chụp ảnh thì ta sẽ nâng ISO được lên thêm hai mức là 409.600 và 819.200. Ở hai mức ISO cuối này, ảnh nhiễu nặng và bết, nhưng mức ISO này cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể chụp trong tối hoặc gần như hoàn toàn, dùng cho ngành báo chí trong những điều kiện thiếu sáng ngặt nghèo nhất. Phải nói khả năng xử lý ISO của máy thật không hổ danh là dòng 1D huyền thoại. Sau những bài test khá căng thẳng, mình quyết định đi chụp mẫu cho thư giãn nhẹ nhàng. Một DX Mark 3 tiếp tục làm hài lòng tất cả các nháy tham gia thử nghiệm với chất màu trong, sâu và tinh tế. Và sau đây là đoạn clip gốc quay bởi 5D Mark 3. Mình sẽ so sánh với clip gốc của 1DX Mark 3. Như các bạn thấy, màu sắc của 1DX Mark 3 tươi tắn, rực rỡ và đầy đủ hơn nhiều, ngay cả khi so sánh với những chiến binh gạo cội như 5D Mark 3. Nói thật với các bạn là khi đã dùng 1DX Mark 3 thì cứ muốn dùng mãi thôi, cảm giác cầm nó thật là đặc biệt. Chế độ lấy nét, 1DX Mark 3 có hệ thống lấy nét số 1 thế giới tính đến năm 2020. Chúng ta ấn nút ngoài cùng, máy sẽ hiện toàn bộ số điểm lấy nét. Nút nhỏ ở ngoài này giúp ta duyệt qua các vùng lấy nét từ nhỏ đến to. Bạn cũng có thể dùng joystick để chọn điểm, vùng lấy nét. Khi bật Live View, ta có thể tracking vào mắt và mặt người mẫu. Ta có thể bấm trực tiếp trên màn hình cảm ứng để lấy nét. Tốc độ lấy nét của 1DX Mark 3 là nhanh kinh khủng, đủ đáp ứng những môn thể thao nhanh nhất, những đấu trường chuyên nghiệp nhất thế giới. Điểm cực kỳ hay là nút AF on giờ tích hợp thêm cảm ứng. Bạn có thể di ngón tay trên đó để điều khiển điểm lấy nét. Và tất nhiên có nút AF on sơ cua y hệt dành cho cầm dọc máy. Quá hay luôn. Trong menu, Canon dành hẳn 5 tab để tùy chỉnh lấy nét. Tab đầu tiên có 4 setup cho các trường hợp lấy nét phổ biến. Các tab sau có vài chục tùy chỉnh chuyên sâu nữa mà chắc chỉ có các phóng viên tầm cỡ thế giới may ra mới dùng đến.
Chính nhờ hệ thống lấy nét kinh khủng này mà các bệnh kinh niên back front focus trên DSLR đã hầu như biến mất trên 1DX Mark III. Ngắm qua viewfinder quang, ta có thể thấy tốc độ bắt nét gần như là tức thời. Sau đây mình sẽ tắt hết đèn đi, gần như tối hoàn toàn. Vâng, vẫn là bắt nét được ngay lập tức. Đấy, trước mắt rất là tối và thử lại bắt nét ngay và luôn. Vô cùng nhanh và rất đáng tin cậy. Và sau đây mời các bạn nghe tiếng màn chập của 1DX Mark III. Vâng, nghe như tiếng súng AK tỉa cả băng vậy, đầy mê hoặc và quyến rũ. Mình rất xin lỗi các bạn vì không test được chụp thể thao, vốn là thế mạnh chủ đạo của 1DX Mark III. Vì thời điểm mình review chiếc máy này là tháng 4, trùng với đợt cách ly Covid, không có bất kỳ hoạt động thể thao hay văn hóa nào diễn ra cả. Về các tính năng hỗ trợ, ta có Multi Exposure, hỗ trợ 4 thuật toán như các đời trước. 1DX Mark III giới thiệu định dạng ảnh mới, HEIF. Bạn bật tính năng này ở chỗ HDRPQ setting. Chúng ta cũng có Raw Image Processing. Ở đây ta có thể điều chỉnh sáng lên tối đi, điều chỉnh cân bằng trắng, nhiệt độ K, ta chỉnh được kích thước ảnh Picture Style. Về kết nối, ta có thể chọn kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Ví dụ ở đây kết nối với smartphone qua Wi-Fi. Máy có cả GPS để lưu tọa độ chụp ảnh. Và cuối cùng là điều chỉnh tùy biến với 9 menu nhỏ phía dưới, giúp bạn chỉnh tới từng tham số nhỏ nhất của máy. Về quay phim, ta gạt cần này sang. 1DX Mark III cũng là chiếc máy có những định dạng quay phim mạnh vô địch. Ta có thể quay được RAW 5.5K, tạo đoạn phim tới mấy gigabyte một phút. Ta có thể quay 4K không crop và dưới nữa là 4K có crop, dùng để quay lâu hoặc tiết kiệm dung lượng thẻ nhớ. Nén lại được tầm 8 tiếng quay. Phía dưới cùng là quay Full HD, mà ngay cả Full HD thì nó cũng cực kỳ đẹp. 1DX Mark III quay được slow motion chậm 4 lần. Cái này thì cũng tương tự các máy khác thôi. Máy cũng có chống rung điện tử nha các bạn. Và sau đây là clip vui ngắn mà Duy Tôn quay bằng 1DX Mark III để chúng ta cùng giải trí. Chơi nhạc ra. Bật nhạc ra. Say sinh tố. Say sinh tố. Lịch làm việc. Không có lịch họp ngày hôm nay. Nhớ lịch khám răng lúc 9:30. Tắt điều hòa. Mở cửa. Cửa mở. Mình chữa cái răng bên cạnh luôn nhé. À. Mở cửa. Thay cú pháp. Mở cửa. Thay cú pháp. Mở cửa ra. Xin nhắc lại. Mở cửa ra. Tôi không hiểu cái mẹ gì cả. Hey, mở cửa ra. Chơi nhạc lambada. Không phải là hoa ra. Mở cửa ra. Muốn đi cuốn nắp vào. Mở cửa ra. One time error. Ê quên à, mày có mặt trước. Mở cửa. Best possible request. Mở cửa ra. Accept denied. Mở ra. Win behind has stopped working. Mở ra. Tăng nhạc lên. Tăng nhạc lên. Nhạc. Tăng nhạc. Tăng nhạc. Mở cửa. Cửa đã mở. Bật radio. Mở tiết mục tâm tình. Bật đèn. Đèn đã bật. Nước tăng lực. Pha nước tăng lực. Hồ Tây. Tải cảnh Hồ Tây. Mời thiết lập tốc độ. 4. Tốc độ 4. 6. 6. Nhưng mà em chưa 18. Tốc độ 18. 4. Run time error. 18. 4. Tốc độ 4. Đính chính lại 18. Không. Xong. Dốc lên. Không, 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 không. Tắt đi. Tắt đèn. Về các thể loại khe cắm, chúng ta thấy nó chi chít ở đây, thậm chí còn có cả cổng LAN để cắm ra ngoài. Và ngoài ra có HDMI và cổng cắm ra máy tính USB Type-C. Chỗ này để cắm flash, dây bấm mềm. Máy không có timelapse nên bạn phải dùng dây điều khiển bên ngoài. Còn đây là chỗ cắm mic và phone. Cuối cùng là WPT.
cái pin này dùng khóa nó cũng khác biệt. Vặn như thế này rồi kéo ra. Cục pin này có giá 5 triệu có thể chụp tới mấy nghìn kiểu. Về thẻ nhớ bạn cũng phải lật cái này lên rồi mới mở ra. Đấy, nhìn đẹp chưa? Chỗ này ấn cũng rất là hay nhá. Cái thẻ này giá 12 triệu một thẻ, 512GB. Tốc độ ghi 1400, tốc độ đọc 1700. Nói chung là tốc độ đọc phát rồ phát dại lên. Tiền vào đúng là khác hẳn. Ở đây bạn phải dùng 2 thẻ tầm 24 triệu bằng con full frame LSRP rồi. Nói tóm lại, một DX Mark 3 là chiếc máy đặc biệt. Nó không chỉ mang lại cho chúng ta chất lượng ảnh hàng đầu, mà còn hơn thế, nó đem lại sự nổi bật trong đám đông. Nó là sự phấn khích khi cầm thiết bị công nghệ cao rất đắt tiền, và là niềm vui cảm hứng bất tận khi thăng nghiệp. Đây là chiếc máy có độ ổn định cao nhất thế giới. Cho dù bạn lao ra chiến trường, leo đỉnh Everest hay đơn thuần là chụp người yêu, bạn luôn cảm thấy an tâm rằng một DX Mark 3 sẽ cho bạn những tấm ảnh đẹp và tối ưu nhất. Thật sự khi cầm một DX Mark 3, bạn sẽ có những cảm xúc khác lạ mà những chiếc máy khác không có được. Đến đây clip cũng đã dài. Duy Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.